Đàm Vĩnh Hưng tự tay trang trí Noel hàng trăm triệu để đón khán giả, theo Portrait. Đàm Vĩnh Hưng đã hô biến sảnh chờ của FLC Hạ Long, nơi tổ chức The Portrait Live Concert của anh diễn ra vào tối ngày 16 tháng 12. Trở nên lộng lẫy, hoành tráng, ngập tràn không khí Giáng sinh với hàng chục cây thông Noel đẹp mắt. Để chuẩn bị cho việc đón tiếp khán giả đến với The Portrait Live Concert sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 12 tại FLC Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Đàm Vĩnh Hưng đã không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng, vận chuyển gần 30 cây thông đủ các kích cỡ về Hạ Long. Đây cũng là năm hiếm hoi năm ca sĩ tối giản việc trang trí Giáng sinh tại nhà riêng ở thành phố Hồ Chí Minh để tập trung toàn lực cho live concert này. Nói về sự đầu tư hoành tráng của mình, nam ca sĩ cho hay, Hưng rất là mê Giáng sinh nên năm nào cũng vậy, tới dịp này là nhà của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Hà Nội hay ở Mỹ đều trang trí thiệt là lộng lẫy. Nhưng năm nay Hưng tập trung phần trang trí này cho show The Portrait ở Hạ Long vì không muốn mình lặp lại những gì đã có trong concert tại Hà Nội. Làm show tại Hạ Long trong những ngày đông như thế này mà có một không gian ngập tràn Noel cho mọi người check-in, rồi nghe mình hát những ca khúc riêng cho mùa đông nữa thì sướng không gì bằng. Được biết, để có số lượng cây thông lớn như vậy, nam ca sĩ đã gom hết đồ trang trí tại nhà ở Đà Lạt, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và vận chuyển bằng xe tải hàng ngàn cây số để đến được Hạ Long. Ngoài 30 cây thông với đủ kích cỡ từ 0,5 m đến 4 m, Đàm Vĩnh Hưng còn có hàng chục thùng đồ trang trí xịn theo từng màu sắc, kiểu dáng khác nhau. Có những món đồ nam ca sĩ tuyển chọn mua từ nước ngoài về để phục vụ cho những ngày đặc biệt yêu thích trong năm của mình. Để có thể hô biến được không gian lớn của sảnh khách sạn ngập tràn không khí Giáng sinh theo đúng ý muốn của chủ nhân The Portrait Live Concert, đội sản xuất gần 20 người đã làm việc liên tục 3 ngày để có thể hoàn thiện, chỉnh chu nhất trước ngày đón khách. Tính Hưng làm gì cũng phải tới nơi tới chốn, và mỗi show phải có sự khác biệt. Hưng tự tin hiếm có một chỗ nào mà có thể trang trí Noel lộng lẫy, hoành tráng như ở The Portrait Live Concert lần này, Mr. Đàm cho hay. Ngoài ra, nam ca sĩ còn bố trí cả máy phun tuyết để mang không khí Giáng sinh trọn vẹn nhất đến cho khán giả. Nhìn phần trang trí tại hiện trường chưa thật sự đã, Mr. Đàm đã ngay lập tức chi thêm cả trăm triệu để mua sắm và vận chuyển ngay một số lượng đồ trang trí để đảm bảo phần nhìn thật bắt mắt. The Portrait Live Concert của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 16 tháng 12 tại FLC Hạ Long. Chương trình sẽ có sự góp mặt biểu diễn của Diva Mỹ Linh, ca sĩ Lệ Quyên và Dương Triệu Vũ. So với live concert đã diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 10 năm 2022, đêm diễn lần này hứa hẹn nhiều sự thay đổi, đột phá hơn nữa cả phần nghe lẫn phần nhìn để mang lại trải nghiệm nghệ thuật chất lượng cho khán giả. Live concert sẽ tiếp tục khắc họa chân dung âm nhạc, con người Đàm Vĩnh Hưng một cách rõ nét từ ngày đầu đi hát cho đến khi chạm đến đỉnh cao và duy trì sức nóng suốt 25 năm hoạt động nghệ thuật. Trước thềm live concert, những phần trình diễn của Mr. Đàm cũng các khách mời Hồng Nhung, Quyên Linh hay phần ngẫu hứng với fan nước ngoài trong đêm diễn tại Hà Nội đã được tung video trên YouTube, Facebook, TikTok và nhận cơn mưa lời khen từ khán giả, chứng minh sức hút của Mr. Đàm lẫn thương hiệu The Portrait.